Vâng, xin chào bác, với cái kênh xe đạp. Bác bây giờ bác một mẫu xe đua thương hiệu đến từ Mỹ, thương hiệu Trek, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng vào xe đạp thể thao. Model của xe là model Trek Series 1 1.1. Và trước đây đã từng giới thiệu trong thời gian vừa qua với tông màu chủ đạo tông màu trắng. Và bây giờ xin màu đánh giá cho tôi chiếc xe. Vâng, thì cái mẫu Series 1 này bên em đã về rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Mẫu Series 1 1.0 và 1.1 thì đây là mẫu cao cấp hơn 1.0 và 1.1 Series 1. Tổng thể xem đánh giá tầm 85% xe. Tông màu chủ đạo tông màu trắng. Trên khung có một vài vết sức nổi trên khung xe đây. Vì là qua quá trình sử dụng của xe, xe đã được hơi sức chút bác nhá. Tổng thể xe rất là đẹp. Khung nhôm aluminum. Đây là cái nốt nó bị ố vàng quá nhé. Bác ông về rồi lấy giáp rũa qua là hết. Em về chưa vệ sinh này. Đây là cái mẫu Series 1 tầm trung dòng xe đua. Nhất thì các bác hỏi em về những mẫu dòng xe đạp thể thao thương hiệu cao cấp của dòng Trek thì em về một chiếc Series 1 này. Tổng thể của xe đánh giá tầm 85%. Qua quá trình sử dụng là một vài xước trong khung xe là không thể tránh khỏi. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Osager, cũng là linh phụ kiện nguyên bản theo xe. Thì em video trước em đã nói qua. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano và Narit. Bên phải em được trang bị với tay lắp bên tầng đĩa những chính hãng của Shimano và Narit. Càng nhôm Meyer chính hãng của Meyer Shimano RS11. Vành nhôm hai lớp. Căm lá hẹ, căm dẹp luôn nhé. Lốp thì lốp của Bosager, lốp chọc, lốp chính hãng 700x25C Bosager. Ở bên dưới gầm xe vẫn còn cái mã vạch chính hãng của thương hiệu Trek, vẫn còn nguyên bản theo xe. Dòng xe đua Series 1 thương hiệu đến từ Trek. Cọc yên chính hãng của Bosager, cọc yên nhôm yên Motorger cũng nguyên bản theo xe của thương hiệu Trek. Yên hơi cũ một chút thôi nhưng mà nó là nguyên bản theo xe, em vẫn để nguyên. Củ đề sau là củ đề Shimano Granadit. Trang bị 18 tầng lip. Vành nhôm hai lớp chính hãng của Shimano RS11. Lốp chọc sau sử dụng lốp chọc cũng như lốp trước luôn nhá, chính hãng của Bosager luôn. Lốp cũng còn rất là mới. Kích thước lốp 700x25C. Trang bị với 3 tầng đĩa. Dành cho những bác ưa thích những thương hiệu tên tuổi, thương hiệu Trek model Series 1 dòng xe đua. Mà bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Các con từ đâu mà 52 được? Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 52. Vâng, tính là các bác cao từ 1m63 đổ lên đến trên 1m7. Con đấy là 10. Vâng, xe trang bị 8 tầng lip. Lên lip. Xuống lip. Rất là trơn tru mượt mà. Bên phải em trang bị 3 tầng đĩa, xuống đĩa, 2 tầng đĩa, lên đĩa.
Vâng, em vừa đã tổng thể xong chiếc xe đua mang thương hiệu đến từ Trách, thương hiệu ở Mỹ. Mà linh phụ kiện trên xe toàn bộ là dòng theo xe là Bontrager. Và xe giá rất tốt bên em là 11,8 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Một ngày các gặp trên ngày mai.